một thế giới hoang sơ và kỳ diệu, một kho báu thiên nhiên chứa đựng những bí ẩn hàng triệu năm đã được tạo hóa ban tặng cho vùng đất khắc nghiệt Quảng Bình. Đó chính là vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, di sản thiên nhiên thế giới với những giá trị nổi bật toàn cầu. Nằm trên một quần thể khối núi đá vôi cổ nguyên vẹn lớn nhất Đông Nam Á, Phong Nha - Kẻ Bàng phản ánh quá trình kiến tạo địa chất, địa mạo và thế giới cổ sinh gắn với lịch sử hình thành, phát triển và ổn định vỏ trái đất qua hàng trăm triệu năm, tạo ra sự đa dạng về địa hình với quần thể các hang động kỳ vĩ, tráng lệ, có hàng nghìn hang động, bao gồm cả hang khô đã ngừng hoạt động và hang nước đang hoạt động. Trong đó có động Sơn Đòn mới được phát hiện, được đánh giá là hang động lớn nhất thế giới. Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi giao thoa của hệ thực vật miền Bắc và miền Nam, là khu vực có tính đa dạng sinh học cao với trên 90% rừng nguyên sinh, nơi cư trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu trên thảm thực vật hệ khối núi đá vôi dày trên 1.000 mét trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm điển hình. Nơi đây cũng là khu vực chứa đựng cả một hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, dấu tích những giai đoạn phát triển của nhân loại và dân tộc Việt Nam. Trong đó có hệ thống di tích đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại nổi tiếng. Sự giao thoa văn hóa, di cư của người dân nơi đây cũng tạo thành vùng văn hóa đặc sắc với những phong tục tập quán lâu đời, đến nay vẫn còn hiện hữu. Tất cả cho chúng ta thấy một khu bảo tồn thiên nhiên toàn vẹn với những giá trị cần được bảo vệ, gìn giữ cho muôn đời.